Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 6, huyện Yên Mỹ tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của huyện đạt trên 1.500 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ước đạt 378 tỷ đồng. Có 5 cụm công nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập, triển khai 27 dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 884 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục được chú trọng, giải tỏa 34 trường hợp vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, phê duyệt kết quả 5 đợt đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở với tổng số tiền trên 427 tỷ đồng. Công tác môi trường được quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.